Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Hát Mình Quay Tích của Ngọc và Tùng Mạch Dương. Bài giảng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái IO Field ở trong Hát Mình. Và để sử dụng cái IO Field thì chúng ta sẽ vào cái Object. Sau đó ở đây chúng ta có hai cái loại IO Field. Thứ nhất là dạng con số này. Thứ hai là dạng Text, tức là dạng chữ đấy. Thì trước hết chúng ta sẽ sử dụng cái dạng số này chẳng hạn. Ví dụ như ở bên PLC thì chúng ta sẽ tạo hai cái tag. Chúng ta tạo hai cái tag là tag số nguyên này, tag số nguyên. Tag số nguyên thì chúng ta lựa chọn là integer và mvk100 chẳng hạn. Rồi tag số thực chúng ta lựa chọn là real, số thực và md102. Sau đó chúng ta sẽ đào chương trình xuống PLC nhé. Rồi bây giờ chúng ta online cái này lên. Lúc này giá trị của tag là đều bằng 0 hết. Vậy thì qua HMI chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là Numeric IO Field. Và đây là cái vị trí để chúng ta lựa chọn cái miền nhớ. Ví dụ như ở đây sẽ là tag số nguyên, chúng ta lựa chọn là MVK. Và giá trị của tag là MVK100 đúng không nào? MVK100. Sau đó nhấn OK. Thì IO Field này nó có một cái tính năng nữa là allow input. Nếu các bạn bỏ tích ở đây thì cái IO Field này chỉ xem thôi, không thể nhập được. Còn khi mà các bạn tích vào đây thì người thao tác người ta có thể nhập ghi giá trị vào cái giá trị tag MVK100 này. Còn khi mà các bạn bỏ tích thì người ta chỉ xem thôi, chỉ đọc. Sau đó nhấn apply. Các bạn có thể thay đổi cái hình dạng của cái IO Field bằng cách là nhấn shaper này. Rồi chọn lựa chọn Shaper Library. Ví dụ như mình chọn cái này chẳng hạn, cái Library này chẳng hạn. Nhấm Apply thì nó sẽ ra dạng định dạng như thế này. Và chúng ta cài đặt format một chút, thông thường là số nguyên. Nó có dạng là số nguyên, do đó là chúng ta sẽ lựa chọn DCM ở đây, tức là số con số. Ở đây nếu mà chúng ta chọn 4 thì ở dưới đây thì nó sẽ hiện là 9 này, 9999, tức là 4 con số này. Ví dụ các bạn muốn tăng lên 5 hay 6 hay 7, 8, 9, 10 chẳng hạn. Ví dụ 10 con số đúng không? Thì nó sẽ tăng maximum của số nguyên là 65535. Do đó số nguyên thì thông thường chúng ta chọn là 5 là được. Chúng ta chọn 5 là được. Còn một số double integer, tức là dạng số nguyên gấp đôi đấy, thì chúng ta có thể tăng cái giá trị này. Đó chính là số nguyên. Mình sẽ đặt tên cho nó. Tiếp tục chúng ta lại tạo một cái IO Field dạng số thực, chúng ta sẽ click vào đây. Và miền nhớ của chúng ta sẽ là MD đúng không? MD bao nhiêu? Qua cái này chúng ta thấy là MD102. Chúng ta quay trở lại đây, MD102. Sau đó cũng tương tự cho phép nhập vào hay không. Rồi format của MD thì nó khác một chút. Ví dụ như MD chúng ta muốn có hai số 0, hai số sau dấu chấm thì chúng ta tăng lên đây là 2 thì các bạn thấy là nó thấy là .99. Còn nếu giảm về 1 thì nó là .9 thôi. Tức là ở đây để chúng ta cài đặt được là nó cần hiển thị, các bạn muốn hiển thị bao nhiêu số sau dấu chấm thì cứ tăng giảm ở đây thôi. Rồi bên này cũng là cái phần số nguyên thì các bạn có thể lựa chọn hiển thị số bao nhiêu. Sau đó nhấn OK thôi. Thì nó cũng ra cái này. Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy để các bạn xem được. Lúc này hai giá trị tag ở đây đều bằng 0. Mình muốn thay đổi cái này thành 10 chẳng hạn. Nhấn Enter thì các bạn thấy là trên SCADA nó cũng hiển thị là 10. Rồi ở đây là 50.0 chẳng hạn. Thì nó sẽ hiện ra con số này. Tại sao nó lại hiện ra con số này mà không phải là số thực? Thì các bạn nhớ một điều là phải vào đây này. Chúng ta click vào đây. Sau đó chúng ta sẽ click vào đây. Rồi lựa chọn cái định dạng cho cái tag số thực, đó chính là floating 32 bit float. Các bạn phải nhớ là float tức là số thực. Sau đó nhấn OK, nhấn apply. Thì lúc này các bạn thấy là nó hiển thị tên là tag 0 rồi. Các bạn có thể sửa tên tag ở đây bằng cách là vào cái project rồi chọn address. Thì lúc này chúng ta thấy là có một cái tag 0. Chúng ta có thể đổi thành là tag số thực chẳng hạn. Tag số thực. Sau đó nhấn OK. Nhấn Exit thì quay trở lại đây thì nó sẽ hiển thị là tag số thực với cái địa chỉ của chúng ta sẽ là, nếu mà nhấn vào đây thì nó sẽ ra địa chỉ.
Nếu mà các bạn lựa chọn tag thì chúng ta sẽ lựa chọn click vào đây, nó có tag số thực, chúng ta nhấn OK là được. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử chạy lại và nhập ở đây một con số bất kỳ, ví dụ như là 15.150.55 chẳng hạn. Thì lúc này ở trên cái PLC nó cũng đổi thành rồi. Do đó là chúng ta không nên nhập trực tiếp cái con số vào cái IELTS View, tức là không nên nhập địa chỉ trực tiếp vào IELTS View, tức là như thế này, ví dụ như là MD200. Mà chúng ta nên tạo một cái tag ở trong cái address này. Các bạn phải tạo cái tag và định dạng cho nó là dạng số thực thì nó mới không bị lỗi, nó mới không bị nhầm số, các bạn nhớ nhá. Do đó là ở cái này khuyến nghị các bạn là nên chọn cái tên tag đã định được định nghĩa ở trong cái bảng tag. Sau đó nhấn OK, nhấn Apply. Thì đó chính là tag dạng số nguyên và tag dạng số thực. Ngoài ra chúng ta còn có là tag dạng số string. Đây chính là cái IELTS field dạng string, tức là dạng text. Ở đây các bạn có thể lựa chọn địa chỉ cho nó. Ví dụ như ở đây chúng ta muốn hiển thị cái tên người dùng đang đăng nhập thì chúng ta lựa chọn cái này, rồi lựa chọn là username chẳng hạn. Cái này thì sau học bài current username, học đến cái bài mà quản lý người dùng thì chúng ta sẽ sử dụng cái tag string này rất nhiều. Và các bạn thấy là ở đây là nó có 8 word này. Ví dụ như cái tên người dùng có 8 word thì chúng ta sẽ phải click vào đây, tại vì cái tag này mặc định của nó là chỉ có 1 word thôi. Chúng ta sẽ phải click vào đây và sửa thành cái này thành 8 word thì mới được. 8 word. Sau đó nhấn OK. Thì lúc này chúng ta có một cái tag dạng string, tức là dạng text đấy. Ví dụ như một cái bài mà mình đã tạo sẵn, đó chính là cái bài quản lý người dùng sau này chúng ta sẽ được học, nhưng mà mình muốn giới thiệu để cho các bạn biết được là tag dạng string nó như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy. Các bạn thấy là ở đây là tên người dùng là tag dạng string, tức là chúng ta dạng ASCII này. Mình sẽ thử chạy để các bạn thấy là nó hiển thị được. Lúc này chúng ta chưa đăng nhập, do đó là chưa có gì cả. Ví dụ như login bằng admin chẳng hạn, thì các bạn thấy là nó hiển thị cái chữ mà không phải là con số. Ở đây các bạn không được sử dụng cái IELTS field dạng con số tại vì nó là chữ mà. Và cái này cũng quan trọng, cái số lượng word cũng quan trọng, mặc định sẽ là 1 word. Nếu chúng ta để 1 word thì nó chỉ hiển thị được 2 chữ thôi. Mình sẽ online lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập. Thì các bạn thấy là nó chỉ hiển thị được cái chữ là A và D thôi. Đáng lẽ là admin thì mới đúng, tại vì ở đây chúng ta chỉ đặt cho nó 1 word. Do đó chúng ta phải tăng word lên cho nó bằng cách là cài đặt số lượng word ở đây bằng 8 chẳng hạn. Nhấn Apply. Thì khi mà chạy runtime thì nó sẽ hiển thị đầy đủ cái tên người dùng, đó chính là tên dạng text. Đấy, nó hiển thị admin rồi. Và đó chính là ứng dụng của cái gọi là IELTS field dạng ASCII, tức là dạng text. Và đây cũng chính là cái nội dung của cái bài học là IELTS field ở trong cái hát máy quầy text. Và bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Chào các bạn.